Xin chào các bạn đã đến với Tích Mắt. Những bạn đang xem video này, các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube của Tích Mắt nha. Phá sản có thể nói luôn là một thảm họa đối với bất cứ một công ty nào, và đặc biệt thì trong lĩnh vực công nghệ, hay nhất là các công ty từng có lịch sử lâu năm. Tuy nhiên thì thế giới công nghệ lại chính là nơi có tốc độ cạnh tranh và kéo theo đó là tốc độ đào thải bậc nhất so với bất cứ một ngành nghề nào khác. Và chính vì thế mà trong suốt một thập kỷ vừa qua, chúng ta đã phải nói lời chia tay với rất nhiều những ông lớn công nghệ khác nhau. Và chi tiết thì ngay trong video ngày hôm nay, Tích Mắt sẽ chia sẻ đến các bạn. Đầu tiên thì chúng ta phải nhắc tới vụ việc là vụ phá sản của PAM. PAM được thành lập vào năm 1992 và từng là một trong những nhà sản xuất thiết bị cầm tay được tìm kiếm nhiều nhất trên Google. Vào năm 2000 thì PAM được định giá lên tới là 53,3 tỷ đô la. Tuy nhiên thì một phần nào đó giống như là Canon, PAM lại ngày càng mất đi giá khi mà xu hướng sử dụng điện thoại thông minh ngày càng phổ biến. Vào năm 2010 thì PAM bị mua lại bởi HP với một mức giá là 1,2 tỷ đô la. Thứ hai đó chính là vụ phá sản của Compaq. Vào đầu thế kỷ thứ 21 thì Compaq từng được coi là một công ty máy tính có thị phần lớn trên thế giới. Đã có lúc công ty này chiếm tới 20% doanh số bán máy tính cá nhân tại Mỹ và từng được định giá lên tới là 40 tỷ đô la vào năm 2000. Năm 2001 thì để cạnh tranh với IBM cũng như là Sun Microsystem, khi mà doanh số máy tính giảm thì HP đã mua lại Compaq với một mức giá là 25 tỷ đô la. Tuy nhiên thì các vấn đề quản lý và thị trường máy tính biến động đã dẫn tới sự sụt giảm nghiêm trọng của cả hai công ty này. Vào tháng 5 năm 2013, HP đã tuyên bố là xóa bỏ nhãn hiệu HP Compaq và thương hiệu Compaq sẽ chỉ được sử dụng với các sản phẩm cấp thấp. Thứ ba đó chính là vụ phá sản của Vertu. Vertu bắt đầu hoạt động vào năm 1998 và là một phần của hãng điện thoại Phần Lan Nokia, đã từng được định giá lên mức là 297 triệu đô la vào năm 2012. Thương hiệu Vertu nổi tiếng với việc là dùng những công nhân lành nghề bậc nhất tại Anh để lắp ráp thiết bị. Những chiếc điện thoại của hãng sử dụng những linh kiện quý hiếm, chất lượng gia công cực kỳ cao như là da đà điểu, kim loại quý hoặc là kim cương. Tuy nhiên thì do gặp khó khăn về việc cạnh tranh với các thương hiệu smartphone lớn, mà ngày 13 tháng 7 năm 2016, Vertu đã tuyên bố là vỡ nợ, đóng cửa nhà máy và dừng sản xuất vì không đủ tiền để chi trả khoản nợ 128 triệu bảng. Thứ tư đó chính là vụ phá sản của Pebble. Pebble từng được coi là một trong những kỳ lân công nghệ khi mà mang đến cho làn gió mới rất tuyệt vời cho thế giới của những thiết bị đeo tay thông minh. Vào tháng 4 năm 2012 thì Pebble tung ra chiến lược là Kickstarter, huy động được hơn 10 triệu đô la chỉ trong một tháng và biến nó thành một chiến dịch huy động vốn thành công nhất từ trước cho đến nay ở trang web này. Thậm chí là vào năm 2015, chủ sở hữu của Pebble từng từ chối đề nghị bán công ty với giá là 740 triệu đô la. Tuy nhiên thì sau thời gian tăng vọt ban đầu, doanh số của Pebble đã giảm mạnh. Vào tháng 3 năm 2016 thì Pebble đã phải sa thải 25% nhân viên. Vào tháng 12 thì đối thủ Fitbit đã trả 40 triệu đô để mua lại hãng này. Thứ năm đó chính là vụ phá sản của Theranos. Theranos, công ty khởi nghiệp về lĩnh vực thử máu của ngôi sao thời ấy ở thung lũng Silicon là Elizabeth Holmes, thu hút được sự chú ý vào đầu thập niên 2000 và có một mức giá thị trường lên tới là 9 tỷ đô la. Vào năm 2016 thì Trung tâm Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe và Trợ cấp Y tế Mỹ CMS đã kết luận về xét nghiệm của Theranos có thể làm tổn thương đến các bệnh nhân. Sau nhiều vụ kiện tụng và cáo buộc thì Theranos bị đóng cửa vào tháng 9 năm 2018. Bộ Tư pháp Mỹ sau đó là buộc tội Holmes và đối tác Sonny Palwani lừa đảo. Thứ sáu đó chính là vụ việc phá sản của AltaVista. Ra mắt vào tháng 12 năm 1995, AltaVista là một trong những công cụ tìm kiếm đầu tiên và lớn nhất thế giới thời ấy. Tuy nhiên thì Google sau đó đã xuất hiện và đánh bại hoàn toàn công cụ tìm kiếm này. Năm 2003, Ovato mua lại AltaVista, nhưng mà sau đó thì đến tháng 7 năm 2003, chính công ty này lại tiếp tục bị Yahoo mua lại với một mức giá là 1,7 tỷ đô la. AltaVista chính thức đóng cửa vào tháng 7 năm 2013 vì không thể cạnh tranh nổi cùng với Google. Thứ bảy đó chính là vụ phá sản của Jabon. Jabon là một hãng công nghệ chuyên bán các thiết bị âm thanh di động được thành lập vào năm 1999. Vào năm 2004 thì Jabon được định giá lên tới là 3,4 tỷ đô la. Một trong những sản phẩm tiên tiến và nổi bật của công ty này đó chính là loa không dây Jambox, Beats Jambox, tai nghe Jambox Era và icon Bluetooth. Jabon sở hữu hơn 230 bằng sáng chế. Tuy nhiên do tụt hậu so với các đối thủ của mình, mà tháng 7 năm 2017, Jabon phải tuyên bố đóng cửa và bắt đầu thanh lý khối tài sản của mình để trả cho các món nợ trong quá trình kinh doanh không được suôn sẻ. Và cuối cùng đó chính là vụ phá sản của Blockbuster.
Đã từng có một khoảng thời gian cửa hàng cho thuê băng đĩa như là Blockbuster Video là một phần không thể thiếu cho các dự định cuối tuần. Vào năm 2000 thì Blockbuster thẳng thừng từ chối đề nghị chịu trách nhiệm về mảng trực tuyến của Netflix. Và các dịch vụ video trực tuyến như là Netflix hay là những hệ thống cho thuê trên cơ sở kiosk sau đó đã khiến cho mô hình cho thuê băng đĩa trở nên bị lỗi thời. Vào năm 2011 thì Blockbuster lâm vào cảnh phá sản, còn Netflix thì phát triển mạnh như chúng ta đã thấy và trở thành một trong những thương hiệu nổi bật toàn cầu hiện nay. Vừa rồi là những chia sẻ của Tới Mắt về những vụ phá sản trong lĩnh vực công nghệ trong 10 năm qua. Các bạn cảm thấy như thế nào hãy cùng bình luận bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.